Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết hai trường hợp nghi ngờ mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tại thành phố Thanh Hóa và huyện Vĩnh Lộc đã có kết quả xét nghiệm âm tính với loại virus này. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Thanh Hóa có một trường hợp ở Yên Định dương tính với virus corona chủng mới đã được chữa khỏi. 28 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này cũng đã qua 14 ngày giám sát, hiện không có biểu hiện viêm đường hô hấp. Ngoài ra, trong số 11 trường hợp nghi ngờ mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được cách ly theo dõi, thì 9 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Hai bệnh nhân còn lại được chẩn đoán dương tính với cúm A đã được điều trị khỏi và xuất viện. Như vậy, hiện nay tỉnh Thanh Hóa không còn trường hợp nghi ngờ mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch tổ chức tiếp nhận cách ly quản lý công dân Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch nCoV trở về Việt Nam. Theo đó, Thanh Hóa thành lập một khu cách ly tập trung để tổ chức tiếp nhận, cách ly đối với 534 công dân Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch trở về trong 14 ngày. Chủ động tích cực chuẩn bị mọi mặt với khả năng cao nhất phát hiện sớm trường hợp nghi viêm đường hô hấp cấp do ncov để xử lý kịp thời không để dịch lây lan. Kế hoạch cũng quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, thành phố Thanh Hóa trường đại học Hồng Đức. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các huyện Thọ Xuân, Quan Sơn, Mường Lát, Thường Xuân, Tĩnh Gia chỉ đạo lực lượng công an y tế cấp huyện phối hợp với các lực lượng hải quan biên phòng tại các cửa khẩu tổ chức kiểm tra, kiểm soát và tham gia đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình tổ chức tiếp nhận công dân từ các nước có dịch nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn. Nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận, phản ánh thông tin về hành vi vi phạm, găm hàng, tăng giá, trục lợi từ dịch bệnh nCoV. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa đã công bố số điện thoại đường dây nóng 02237 727 785. Tuy nhiên hiện nay, một số người dân lợi dụng đường dây này phản ánh thông tin không chính xác. Alo, đây là đường dây nóng của Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa. Mỗi ngày, cán bộ trực đường dây nóng của Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận khoảng từ 5 đến 7 cuộc gọi đến đường dây nóng tố giác các hành vi vi phạm về giá, lợi dụng ENCOVI của các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, sau khi đến cơ sở xác minh, thì 50% các cuộc gọi này là thông tin không chính xác, thậm chí là không có. Khi những thông tin tiếp nhận thì anh em sẽ tiến hành tổ xác minh gồm 2 đến 3 đồng chí tiến đến cơ sở kinh doanh để xác minh khi phát hiện hành vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nhưng đương tuy nhiên cũng có những thông tin mà chưa đúng sẽ ảnh hưởng xấu đến những doanh nghiệp hoạt động chân chính. Cũng mong là người dân có những cái thông tin mà chuẩn xác để thuận lợi cho công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát của lực lượng quản lý thị trường. Việc phản ánh thông tin sai sự thật đến đường dây nóng không chỉ gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ mà còn tạo phiền hà cho các cơ sở kinh doanh bị kiểm tra sau khi có phản ánh. Các lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần thông tin đúng, chính xác, ngắn gọn khi gọi đến đường dây nóng. Hành vi gọi điện phản ánh sai sự thật là vi phạm pháp luật, khi phát hiện sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Tháng 9 năm 2018, tại khu Lèn bay thôn Xuân Lộc, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh đã xảy ra một vụ sạt lở gần 1.000 mét khối đá, gây hư hỏng nhiều tài sản và đe dọa trực tiếp tới sự an toàn của người dân. Ngay sau khi sự việc xảy ra, huyện Như Thanh đã chỉ đạo xã Xuân Khang phải nhanh chóng di rời người dân tới nơi an toàn. Tuy nhiên, đã gần 2 năm trôi qua, công việc này vẫn đang dậm chân tại chỗ. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Xuân Khang cho biết, ngay sau khi xảy ra hiện tượng núi lở ở khu vực thôn Xuân Lộc, chính quyền địa phương đã lên phương án để di rời các hộ dân này đến khu vực an toàn. Địa điểm là khu đất tại điểm trường tiểu học thôn Xuân Lộc cũ hiện nay đã không còn sử dụng. Huyện Như Thanh cũng đã đồng ý chủ trương hỗ trợ 50 triệu đồng cho một hộ. Tuy nhiên do một số vướng mắc về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nên đến nay việc bố trí đất ở cho các hộ dân này vẫn chưa thể thực hiện được. Kế hoạch sử dụng đất thì hàng năm là đều được bổ sung hàng năm tuy nhiên là cái năm 2018 thì cái kế hoạch sử dụng đất thì thường là bổ sung vào cái khoảng giữa năm 2018 nhưng mà cái sự việc thì nó lại xảy ra ở cuối năm 2018 cho nên là xã cũng mãi đến năm 2019 thì các cái bước thủ tục các thì xã mới mới làm mới đề nghị cái cấp trên trong khi chính quyền xã Xuân Khang huyện Như Thanh chậm trễ trong việc hỗ trợ người dân di rời khỏi khu vực sạt lở núi, trong khi người dân khu vực bị ảnh hưởng đang hàng ngày trông ngóng sự hỗ trợ để được di chuyển đến nơi ở an toàn, thì tháng 4 năm 2019 lại xảy ra một đợt sạt lở nghiêm trọng khác tại khu vực này. Mặc dù mới bước vào đầu vụ, nhưng bà con nông dân ở nhiều địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đang phải đối mặt với thiệt hại do chuột cắn phá lúa chiêm xuân. Trước khi bước vào vụ chiêm xuân 2019-2020, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Sương đã phát động toàn dân tham gia diệt chuột, bắt được gần 30.000 con chuột. Tuy nhiên, chuột hại trên địa bàn xã vẫn không hề giảm, nhiều diện tích lúa bị cắn phá nghiêm trọng. Chị làm ba sào, mà ba sào đều bị chuột ăn cả. Mà đây gia đình là làm đủ rồi đánh bẫy rồi đánh thuốc rồi đủ mọi việc rồi nhưng mà chờ đang quần quay túi bóng mà chuột vẫn còn cứ phá. Theo bà con nông dân và ngành nông nghiệp các địa phương, vài năm trở lại đây, chuột hại có chiều hướng gia tăng mạnh, cắn phá dữ dội trên các xứ đồng, nhất là ở những chân ruộng cao, gần núi, gần các tuyến đường giao thông và gần khu dân cư. Bản tin 18 giờ 30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Hôm nay, Bộ Y tế vừa xác nhận thêm một trường hợp viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV Bệnh nhân là nữ, 55 tuổi, lao động tự do. Địa chỉ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh nhân là hàng xóm của ca bệnh đã được xác định dương tính với nCoV trước đó. Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 14 người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Trong đó, riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 9 trường hợp. Đến cuối ngày 8 tháng 2, đã có 63 trên 63 tỉnh, thành phố báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng chống dịch bệnh nCoV. Cụ thể, có 57 địa phương cho học sinh nghỉ thêm một tuần từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 2, một tỉnh cho học sinh nghỉ đến ngày 11 tháng 2, năm tỉnh chưa xác định ngày học sinh trở lại trường. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn tới các sở giáo dục và đào tạo đề nghị căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố việc quyết định thời gian cho các đối tượng học sinh được nghỉ học hoặc đi học trở lại phù hợp với lứa tuổi và khu vực. Mới đây trên trang Facebook có tên Future Clinic đăng tải nội dung quảng cáo về dịch vụ xét nghiệm các tác nhân gây nhiễm trùng hô hấp bao gồm virus corona. Trước thông tin trên, đại diện thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phòng khám Future Clinic có giấy phép hoạt động nhưng chưa được làm các kỹ thuật xét nghiệm này đồng thời yêu cầu phòng khám gỡ quảng cáo và yêu cầu đại diện phòng khám đến thanh tra sở y tế làm việc. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay dịch tả lợn châu Phi đã được kiểm soát tốt, nhiều địa phương trên cả nước đã tập trung tái đàn nhanh hiệu quả, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã tăng số lượng tổng đàn từ 5% đến 15% so với cùng kỳ năm 2018 từ tháng 1 năm 2020 đã bắt đầu có sản phẩm của lợn nuôi tái đàn và sẽ tăng cao từ tháng 2 năm 2020, khả năng đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho năm nay khoảng hơn 4 triệu tấn. Những ngày này, giá cua biển ở tỉnh Cà Mau đang giảm mạnh, nguyên nhân do ảnh hưởng bởi dịch bệnh do virus corona, cua biển không thể xuất đi Trung Quốc. Tại huyện Nam Căn, giá cua biển giảm một nửa so với thời điểm trước Tết, Cụ thể, cua gạch loại ngon nhất giá trước Tết là 650.000 đồng 1 kg, nay giảm còn 320.000 đồng 1 kg. Tại huyện Cái Nước, giá cua cũng giảm chỉ còn một nửa so với trước Tết. Vào lúc 0 giờ 10 phút sáng nay, ngày 9 tháng 2, trên đường sắt Bắc Nam, đoạn qua xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, chiếc đầu kéo biển kiểm soát 15C-13838 kéo theo container biển kiểm soát 15R-08209 lưu thông từ hướng Hà Nội-Vinh. Khi đến vị trí gần cầu Cẩm Bào đã bất ngờ lao sang phải, hút gãy hơn 40 m hàng rào hộ lan, sau đó nằm chắn ngang trên đường sắt. Nhận được tin báo, ngành đường sắt khẩn trương có mặt tại hiện trường, yêu cầu tàu dừng khẩn cấp tại ga hai đầu, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cứu viện trong đêm. Hơn 2 tiếng sau, xe container đã được cẩu ra khỏi đường sắt. Kiểm tra lái xe Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1989, chú huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, có kết quả là 0,446 mg nồng độ cồn trên 1 lít khí thở. Công an huyện Esup tỉnh Đắk Lắk đang điều tra truy bắt khoảng 10 đối tượng vận chuyển gỗ lậu rồi tấn công lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia Jordan tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, tổ tuần tra phát hiện nhóm đối tượng đang dùng nhiều xe máy vận chuyển gỗ lậu. Tổ tuần tra yêu cầu dừng lại nhưng các đối tượng không chấp hành mà dùng dao và gậy tấn công kiểm lâm, khiến ông Ngô Lê Nhật Tiến, trạm phó trạm kiểm lâm số 7 vườn quốc gia Jordan bị thương. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18h30 tại địa chỉ website tuinhinthanhhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18h30, ttv@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.